Trời đó chưa, bà con sẽ gì người hết cho em còn ở đây. Thì là em đâu chờ ai nắm tay. Hay là lỗ đeo chờ đồng. Bà con xã viên người ta đã luôn muốn công chuyện, chứ đâu phải như họ bác của em đã vào này. Vậy chứ chuyện gì vậy hả? Phụng ơi, hôm qua má đi học về kẹt gặp học tác xã của xã Bình Mỹ. Vừa qua được bà con khi nơi trong đó má có gặp một người con gái trả nhiên rất dễ thương dịu hiền mau mập mà ước bằng sao người con ấy là vợ hiền dâu thảo của gia đình. Bộ quá à, phải không? Anh không buồn, anh không
đang cài bóng sơn. Giờ này đất thắng tầm dẫn đất nở rõ về nhà.